Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 3 tháng 4, Văn phòng Chính phủ cho biết Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ nguyên nhân khắc phục hậu quả của vụ cháy khí mê tại công ty Thang Thống Nhất TKV, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Theo công điện, vào lúc 0 giờ 20 phút ngày 3 tháng 4 tại công ty than thống nhất TKP thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng làm chết 4 công nhân. Nguyên nhân ban đầu được xác định do cháy khí mê tan. Ngay khi nhận được thông tin, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo gửi lời thăm hỏi ân cần, chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình thân nhân người bị nạn. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp và các bộ, Công an, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn để chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn. Để khắc phục hậu quả và có biện pháp ngăn chặn các vụ tai nạn tương tự, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khẩn trương tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời hỗ trợ đồng viên gia đình các nạn nhân tử vong và làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm nếu có. Chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn lao động trong các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn, tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tương tự. Bộ Công thương phối hợp với Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam ra soát kỹ các quy định, tiêu chuẩn, quy trình khai thác, vận hành hầm lò, kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người lao động. Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh, khẩn trương khắc phục hậu quả của vụ tai nạn kịp thời hỗ trợ vật chất tinh thần cho gia đình người bị nạn và thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người bị nạn theo quy định. Phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công Thương, rà soát các quy định tiêu chuẩn, quy trình khai thác, vận hành hầm lò trong các đơn vị thuộc tập đoàn, chủ động có giải pháp khắc phục theo chức năng nhiệm vụ được giao hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành quy định để khắc phục hạn chế, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người lao động trong sản xuất. Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện công tác quản lý nhà nước và tăng cường kiểm tra giám sát, nắm bắt tình hình xử lý kịp thời. Chủ tịch Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam khẩn trương tổ chức khắc phục hậu quả của vụ tai nạn, kịp thời hỗ trợ vật chất tinh thần cho gia đình người bị nạn và thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người bị nạn theo quy định. Chủ động rà soát các quy định tiêu chuẩn, quy trình khai thác, vận hành hầm lò trong các đơn vị thuộc tập đoàn, kịp thời khắc phục các hạn chế để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người lao động trong sản xuất. Thông tin từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh và khoảng 0 giờ 20 phút ngày 3 tháng 4, tại công ty Than thống nhất tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam KTP ở thành phố Cẩm Phả Quảng Ninh, xảy ra sự cố tại gương lò XV5140 số 2, phân xưởng đào lò 2 khiến 4 công nhân tử vong và 7 người khác bị thương. Lò đào nơi xảy ra sự cố có diện tích 23 m2, chống thép SVP27, bước chống 0,5 m trên một vị. Lò đã được đào 240m trên thiết kế 380m, bước đầu xác định nguyên nhân sự cố do cháy khí mê tàng. Bốn công nhân xấu số là các anh Trần Văn Bảo sinh năm 1989, trú tại Lục Hồn, Bình Liêu, Quảng Ninh, Nguyễn Thành Luân sinh năm 1987, trú tại Đoan Hồn, Phú Thọ, Tạ Văn Nhâm sinh năm 1990, trú tại Phổ Yên, Thái Nguyên, Lê Văn Huyên sinh năm 1991, trú tại huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, Ngoài 4 nạn nhân tử vong, còn có 7 công nhân khác bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa, tỉnh Quảng Ninh. Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Bí thư tỉnh Ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đã chỉ đạo phân công lãnh đạo tỉnh đến hiện trường chỉ đạo cứu hộ. Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng giám đốc các lãnh đạo TKV, công ty thang thống nhất, có mặt kịp thời chỉ đạo đội cấp cứu mỏ triển khai công tác cứu hộ. Đến khoảng 3 giờ 15 phút ngày 3 tháng 4, công tác tìm kiếm cứu nạn đã kết thúc. Các cấp chính quyền công ty than thống nhất đang phối hợp hỗ trợ gia đình đưa nạn nhân về lo hậu sự chú đáo. Sáng cùng ngày, ông Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cùng đoàn công tác đã đến bệnh viện thăm hỏi động viên, trao hỗ trợ cho các công nhân bị thương và gia đình các nạn nhân. Cụ thể, tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 20 triệu đồng một người trong tỉnh tử vong, 18 triệu đồng một người ngoài tỉnh tử vong, hỗ trợ 5 triệu đồng một người bị thương. Nguyên nhân sự cố đang được các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh điều tra làm rõ. Trước đó, tại Quảng Ninh cũng xảy ra vụ sập hầm lò khiến 4 công nhân tử vong. Sự việc xảy ra vào tối ngày 26 tháng 8 năm 2023 tại phân xưởng khai thác 3, công ty cổ phần Thang Vàng Danh. Thời điểm xảy ra vụ việc, địa bàn xuất hiện nhiều trận mưa với lưu lượng từ 30 đến 70 mm, dẫn đến khu vực này bị ngấm nước. Quá trình nhóm công nhân làm việc bị bùng và thang trôi tự thượng vận chuyển số 3 xuống gây tai nạn dẫn đến tử vong. Trong các dự án của tập đoàn Phúc Sơn đầu tư ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, có 3 dự án BT xây dựng chuyển giao tại sân bay Nha Trang. 3 dự án này nhiều năm liền chậm tiến độ, gây bức xúc dư luận, bị thanh tra chính phủ kết luận có nhiều sai phạm. Ba dự án do tập đoàn Phúc Sơn làm nhà đầu tư gồm dự án các tuyến đường, các nút giao thông kết nối khu sân bay Nha Trang, dự án nút giao thông Ngọc Hội, dự án đường vành đai kết nối nút giao thông Ngọc Hội. Thanh tra chính phủ kết luận ba dự án BT tỉnh Khánh Hòa giao cho tập đoàn Phúc Sơn làm nhà đầu tư mắc rất nhiều sai phạm, đó là không thực hiện đúng các cam kết mà tỉnh đã trình để được Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt. Tổng mức đầu tư các dự án BT mà Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt giao cho Phúc Sơn thực hiện đã tăng hơn 484 tỷ đồng so với tờ trình của tỉnh và văn bản được Thủ tướng chấp thuận. Tháng 7 năm 2016, trong khi đó, thời gian thực hiện các dự án BT của Phúc Sơn lại tăng lên thêm 30 tháng. Các dự án BT đó không hoàn thành đưa vào sử dụng đúng hợp đồng vào cuối năm 2017. Mặc dù đã được tỉnh gia hạn đến tháng 6 năm 2021, nhưng đến thời điểm thanh tra, Phúc Sơn chỉ thi công đạt 27% khối lượng xây lắp, tổng giá trị đầu tư chỉ tương đương 558 tỷ đồng xây lắp và 394 tỷ đồng chi phí đền bù giải phóng mặt bằng. Việc lập, thẩm định, phê duyệt về dự án, ký kết hợp đồng các dự án BT với Phúc Sơn lại có các sai sót về định mức, đơn giá, biện pháp thi công làm tăng tổng mức đầu tư lên gần 500 tỷ đồng. Thanh tra chính phủ cũng kết luận những sai phạm về việc Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận quỹ đất sân bay Nha Trang từ Bộ Quốc phòng và đồng thời bàn giao luôn cho công ty Phúc Sơn tháng 12 năm 2015 khi chưa có quyết định thu hồi đất, giao đất cho thuê đất là không đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013. Theo kết luận thanh tra, trong hơn 10 năm qua, tập đoàn Phúc Sơn và các công ty thành viên thuộc doanh nghiệp này đã được giao nhiều dự án đất đai, hợp đồng xây dựng các công trình khai thác tài nguyên khoáng sản, các dự án khu đô thị và dự án BT đổi đất, hoàn vốn tại sân bay Nha Trang cũ. Trong đó, các dự án BT giao thầu cho Phúc Sơn làm nhà đầu tư đã giao đất hoàn vốn tại sân bay Nha Trang và Phúc Sơn đã phân lô bán nền từ năm 2017, nhưng đến nay đều chưa hoàn thành theo đúng hợp đồng đã ký kết và nhiều lần gia hạn. Dự án khu đô thị Phúc Khánh 2 cũng được cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Phúc Sơn vào năm 2014 chủ đầu tư sau đó xin điều chỉnh tiến độ dự án giai đoạn 1 hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư vào năm 2023. Giai đoạn 2 hoàn thành đầu tư toàn bộ các công trình trên đất vào cuối năm 2026. Tiến độ đề ra là như vậy, nhưng đến nay dự án chỉ mới thi công được một số hạng mục nhỏ như cống thoát nước, đoạn đường ngắn hai dự án gây nhiều khiếu nại tố cáo do nhiều cư dân bị ảnh hưởng. Thu hồi đất giao cho Phúc Sơn thực hiện các dự án kinh doanh các khu đô thị Phúc Khánh 1, Phúc Khánh 2, đến nay cũng thành dự án treo. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, để dẫn đến vi phạm trên có thể thấy trách nhiệm của cơ quan quản lý là không kiểm soát hoạt động kê khai tài chính. Mặc dù doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, thuế mà vẫn hoạt động, không nắm được năng lực thực tế của doanh nghiệp khi nhận dự án.